Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, gia đình và fan Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng. Hôm nay sáng sớm thứ năm ngày 4 tháng 11 năm 2021. Cái này là patio của nhà tôi. Hôm nay nó là như vậy. Thì tôi có kêu thợ tới để nâng cấp cái patio này lên, sửa sang lại cho nó đẹp hơn, sống cho nó thoải mái. Đây là trước khi mà nâng cấp thì trông nó như vậy. Nhưng mà sau khi nâng cấp từ hôm nay, chắc vài ngày nó xong thì nó sẽ như thế nào thì chúng ta cùng coi. Đây là cái phòng mà để đồ ở ngoài. Tôi có để một cái máy sấy ở ngoài này, cũng sẽ sửa sang lại hết. Đây là patio của tôi sẽ được nâng cấp lên ngày hôm nay. Tôi sẽ cho làm lại hết. Và ở đây ở dưới đang là gạch, tôi sẽ lót lại. Tôi lót cái gọi là porcelain, tức là nó là gạch công nghiệp, nó nhưng mà tôi lót nó gần giống như màu gỗ đó, nó trùng với cái màu gỗ trong nhà của tôi. Tôi cũng sẽ đổ xi măng để lót lại. Thợ chiều hôm qua đã đưa đồ tới. Đây quý vị thấy cái là có cái marble, tôi sẽ lót một số nơi. Và cái gỗ, đây là cái gỗ porcelain đây, nó như vậy. Sẽ được làm ngày hôm nay và trong vài ngày tới nó sẽ được hoàn thành. Bây giờ là trước khi làm và sau khi làm thì sẽ xem thấy nó khác biệt nhau như thế nào nha. Đó, thợ làm rất là lẹ. Chút xíu thôi, làm cho sạch thôi, đừng có bùn rách thôi. Còn đây là ông già chỉ đạo tất cả. Đó, lẹ không? Để xem thử rằng là sau một ngày thì sẽ như thế nào. Đó, thợ đang làm. Đây là hình ảnh sáng ngày thứ 6, 5 tháng 11. Tức là thợ đã làm được một ngày. Thì nó giống như vậy nè. Đó. Đã lót được porcelain ở bên một đôi chút rồi. Và gắn thêm cái cửa lưới để mở cửa ra mà không sợ ruồi với muỗi. Nó lót được như vậy rồi, rất là tốt. Đã sửa chữa đôi chút, như vậy là còn 2 ngày nữa thì sẽ xong. Lót được như vậy sẽ lót sạch sẽ. Đây là hình ảnh sau một ngày làm việc. Cái này là trước khi thợ tới làm thì tôi thâu giữ lại hình ảnh. Khoảng chừng 2 tiếng nữa thì thợ tới, thợ làm. Đây, thợ tới làm nữa nè. Đó. Vừa mới lót lên là thấy sang rồi phải không? Sang, cái này không, nhưng mà không có sang ngang phải không? Thợ làm chuyên nghiệp mà, đẹp phải không? Nhìn thấy vô là thấy mát mắt rồi. Nhưng mà không có sang ngang ấy nha. Sang thiệt chứ đừng có sang ngang nha. Ông thợ nhà tôi. Sang thiệt nha. Đẹp. Đẹp tuyệt đối luôn nha, ngon lành. Để chuẩn bị ăn mừng sửa xong nhà, tôi và ông Nam Sơn đi ra chợ Đại Hàng mua được 2 con ốc vòi voi và mua các loại cá để chuẩn bị làm cho sạch sẽ, rồi ngày mai xong thì hưởng thụ. 2 con ốc vòi voi này, hồi nãy nó còn sống, nó co vòi ra, cũng vui lắm. Anh Trí ơi, hồi nãy anh thấy 2 con ốc vòi voi thấy vui không? Nó co vòi ra dài, ngắn, có thể thấy hay ha. Nó to lên được, thấy vui không? Vui. À, vui, được rồi. Chiều tối ngày thứ 6, năm tháng 11, thợ bắt đầu đi về. Thì đây thợ để lại cái này. Để rồi ngày mai sơn phết lại thì sẽ rất là đẹp.
Đó. Cái sân trước tức là cái patio đó đã được sửa sang như vậy nè. À, quý vị thấy là lót, nó gọi là lót gạch porcelain, tức là gạch công nghiệp. À, nó rất là đẹp, sạch sẽ. Và ngày mai thợ làm nốt, sẽ làm hết sạch sẽ lại. Đây là cái patio của đằng trước, quý vị thấy. Như vậy là cái màu gỗ, gỗ công nghiệp mà gỗ đá chứ không phải là gỗ. Gỗ ngoài thì nó hư làm sao? Gỗ đá. Nó so với cái màu ở trong nhà này, thấy không? Màu ở trong nhà nè. Đó, nó giống nhau chứ không phải là nó khác đâu. Đó, rất là đẹp. Ngày mai ăn mừng hai con ốc vòi vòi, cá tuna và salmon, ăn rong biển, ăn mừng xong cái căn nhà này. Hôm nay sáng thứ bảy, ngày 6 tháng 11, thợ tới làm cho nó xong luôn giai đoạn chót. Nó đẹp đẽ. Mai mốt đây đi. Mai mốt ngồi đây chơi. Đó, giai đoạn chót làm cho nó gọn gàng. Chốc nữa xong thôi. Hôm nay dầu rằng chưa xong nhưng mà anh em chúng tôi ăn mừng. Đây, cái này là hôm nay là đồ ăn, là chuẩn bị hai con ốc vòi vòi, cá tuna, cá salmon, ăn sashimi thôi thay cơm. Và tôi thì thích súp cho nên là có canh bí đỏ. À đó, mấy anh em chỉ vậy thôi. À, rồi đây là có rau rong biển đủ thứ hết, thịt bò rồi Rượu đỏ nữa. không, rượu đỏ là chuyện bình thường. Chuyện bình thường, rượu hôm nay cũng là ngon ngon vừa phải thôi, không có đến độ mà mắc tiền. Cái rượu này thì không sao hết. Và đây là chú thợ, là chú quan làm hết tất cả mọi chuyện, nó làm giỏi thiệt. Em có biết nó làm giỏi thiệt. Ở đây là coi như là cái phần 99.99% hoàn tất. À, ngon lành. Rồi, còn cái ông già này ở đây thì ông lắm chuyện lắm, thôi khỏi nói chuyện ông nữa. Xin mời tất cả quý vị cùng ăn cơm trưa với chúng tôi, chúc mừng. Rồi, chúc mừng nha anh em mình, chúc mừng. Chúc Nhưng khỏe. mà công nhận đẹp hơn hơn nhiều rồi anh. Hình như là Có tuyệt vời. Ê Quang, hình như nó đẹp hơn cái lúc mà trước khi nó làm bao. Đúng, đẹp hơn hồi chưa làm mà Vậy hả? tôi nói kỳ cặp đó. Nó không Mà em thấy anh hình như là chỉ đạo không à. Làm thì Quang nó làm, anh thì chỉ đạo. Mà giống như là bây giờ anh chỉ đạo rồi, anh chi tiền luôn cái mẹ luôn rồi, cho nó dễ, nó gọn rồi. Đúng rồi. Đúng là xạo quá trời. Không, mà hôm nay vui. Anh em à, sửa nhà hết rồi, thấy nó thoải mái quá rồi. Trong ra ngoài thấy ngon lành. Mấy đứa tối hôm qua nó xuống, nó bảo nó vô, nó xin vô nó coi. Ở đây nó đồn hết á. Cả cái khu này nó đồn hết là nhà của ông Hùng là ngon lành lắm. Nó xin vô nó coi nhà, nó đẹp quá là đẹp, không có chỗ nào, không có nhà nào bây giờ đẹp bằng cái nhà này hết. Người Mỹ hả? À, Người Mỹ. tụi nó mấy đứa này nó đây nó đồn hết rồi, nó bảo nhà ông Hùng bây giờ là đẹp nhất rồi. Đó. Xin mời quý vị cùng chia sẻ niềm vui của anh em chúng tôi. Cái này là sashimi, hoàn toàn là sashimi. Ê Quang ơi, hôm qua chọn hai con ốc vòi vòi nhưng mà tại anh để chăng chứ nhiều khi nó đẹp. Anh phải để cho nó đông chút xíu, là tại vì sao? Tại vì mình ăn ngoài trời anh sợ nó vậy, nó hư, nên là nó Ngon 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 ngon, ngon quá, bá cháy luôn. Xin mời em nha, tự nhiên. Dạ, cảm ơn. Sau khi ăn trưa xong, chúng tôi tiếp tục dọn dẹp và thợ tiếp tục làm. Bây giờ đã xong, thợ đã về. Như vậy là tôi có một patio mới, hoàn toàn lót porcelain. Hình thức ở ngoài giống như màu nước gỗ nhưng là gạch, gạch đá công nghiệp. Đây là patio mới của tôi. Như vậy
thì tôi an tâm tha hồ mà anh em ở ngoài này uống cà phê. Những người hàng xóm của tôi ở nơi đây họ cũng thích, họ cũng hay ghé qua, họ khen. Có lẽ là căn hộ của tôi là căn hộ sửa sang lại đẹp nhất ở trong khu vực này. Một căn hộ đã được tu bổ, tốn chút tiền nhưng rất thoải mái, trông rất đẹp. Chân thành cảm ơn quý khán thính giả theo dõi. Là tôi upgrade lên căn nhà của tôi. Như vậy là tôi có một patio mới và một sàn nhà mới hoàn toàn là loại laminate ở trong.